Thần đạo đan tôn. Tác giả: Cô đơn địa phi. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Chẳng lẽ muốn phó đại sư đứng ra? Người Khương gia đều muốn té xỉu. Đầu tiên là Nguyên Sơ đại sư nịnh nọt Lăng Hàn, hiện tại Ngô Thiên Phong cũng nâng đỡ Lăng Hàn để bọn họ cảm thấy thế giới muốn tan vỡ. Nhưng bọn họ không ngốc, như đại cô nhị cô say rượu cũng sớm bị đánh tỉnh, lúc này đều run rẩy. Nghĩ đến trước đó xem thường bất kính với Lăng Hàn, không biết hắn có thu sau tính sổ hay không. Các nàng cũng rất hối hận. Nếu sớm biết Lăng Hàn châu bò, tân bốc nịnh nọt hắn thì tốt bao nhiêu. Nhìn dáng điệu xiểm nịnh của Nguyên Sơ đại sư, đừng nói chỉ luyện mấy lò đan, ngay cả cha đẻ cũng chịu gọi. Ai bảo các nàng mắt chó nhìn người? Nguyên Sơ tức giận nói. Hàn thiếu, đến cùng bọn họ đã làm cái gì? Há, tên này tự xưng lão tử ở trước mặt ta. Lăng Hàn chỉ nam tử mặc áo xanh. Phúc, Ngô Thiên Phong suýt chút nữa nhảy lên. Những người tập võ như bọn họ tự nhiên thô lỗ, mở miệng ngậm miệng xưng lão tử rất bình thường. A, ngươi lại vì vậy đánh người ta một trận, thật là quá mức. Nhưng Nguyên Sơ lại biến sắc, nói. Gan chó thật lớn, lại dám tự xưng lão tử ở trước mặt Hàn thiếu, đáng chết. Thân phận của Lăng Hàn là gì? Đan đạo đại sư chân chính, không bao lâu nữa liền có thể mang huy chương đan sư huyền cấp thượng phẩm. Mà chỉ cần là người ngày hôm qua nhìn Lăng Hàn luyện đan đều biết, Lăng Hàn có thể luyện ra đan dược chuẩn địa cấp, trên thực tế đã một chân bước vào đan sư địa cấp. Đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, ai có thể tự xưng lão tử ở trước mặt hắn? Nha, ngươi làm lão tử của đan sư địa cấp, vậy bọn họ những đan sư huyền cấp này không phải trở thành tôn tử, chắc trai sao? Đám người Nguyên Sơ đã sớm bị Lăng Hàn thuyết phục coi hắn là bán sư, sư chịu nhục, đệ tử há có thể không giận. Hắn nhìn ba người kia, lạnh lùng nói. Các ngươi muốn chết như thế nào? Ta sát, tự xưng lão tử liền phải chết, vậy một ngày vũ quốc phải chết bao nhiêu người? Ba người kia tái mặt, bọn họ mới là người bị hại a, bị đánh thảm như vậy, hiện tại còn bị hỏi muốn chết như thế nào, bọn họ thực sự là chết oan. Lúc này ngay cả Ngô Thiên Phong cũng có chút nhìn không được, nói. Nguyên Sơ đại sư, cái này quá mức rồi. Quá mức. Nguyên Sơ cười gằn. Vậy thì đi bái kiến Phó Nguyên Thắng Phó Đại Nhân, xem Phó Đại Nhân sẽ nói thế nào. Có điều, Lão Phu có thể bảo đảm nếu như Phó Đại Nhân ra tay, khả năng ngay cả Ngô gia gia chủ cũng phải đích thân đứng ra xin lỗi. Hắn vừa nói xong toàn trường yên lặng như tờ. Tê dơ u y e. Nơ cơ vụ a tê u y. Vơ nơ. Ngô gia gia chủ cũng phải đích thân xin lỗi. Khái niệm này nghĩa là gì? Dù tiểu tử này là con ruột của Phó Nguyên Thắng cũng không thể sủng ái như thế a, quả thực là như cha ruột. Ngô Thiên Phong lau mồ hôi lạnh, nói. Nguyên đại sư, ngươi nói đùa sao? Thấy thế nào Lăng Hàn cũng không giống nắm giữ năng lượng như vậy. Ngươi có thể thử xem. Nguyên Sơ lạnh lùng nói. Ngô Thiên Phong không khỏi do dự. Nếu như Nguyên Sơ không khuyết đại, vậy nếu náo đến Phó Nguyên Thắng đứng ra, như vậy sự tình liền khó dẹp. Vấn đề là đến tột cùng có thể tin tưởng Nguyên Sơ hay không? Một vị đan sư huyền cấp hẳn là sẽ không nói khoác, nhưng lời này cũng quá khuyết đại a, Ngô Thiên Phong rất khó tin tưởng. Hắn không khỏi khó xử đôi bề. Quên đi, để bọn họ nói lời xin lỗi, việc này liền thôi. Lăng Hàn phẩy phẩy tay. Hàn thiếu thực rộng lượng. Nguyên Sơ nịnh hót. Cái này còn nói rộng lượng. Đánh người một trận còn muốn người nói xin lỗi, ngươi không nên bá đạo như vậy. Ngô Thiên Phong thở dài, hắn quyết định chịu thua. Bởi vì hắn còn có việc cầu Nguyên Sơ, cho nên mới mời tiệc đối phương, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy. Kỳ thực hắn cũng rất oan, rõ ràng là hai nữ nhân đanh đá kia gây sự, hắn để tộc nhân giúp Nguyên Sơ hạ giận, lại không nghĩ đá đến khối thiết bản này. Tử Phong, nhanh xin lỗi Hàn thiếu. Hắn đè lửa giận trong lòng xuống, nói với nam tử mặc áo xanh. Nam tử mặc áo xanh chỉ cảm thấy trong thân thể có lửa giận không cách nào hình dung, hai tay nắm chặt chỉ muốn đánh Lăng Hàn một trận. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thiên Phong tràn ngập uy hiếp, không khỏi bò dậy, cắn răng nói. Ta sai rồi, xin Hàn thiếu tha thứ. Lăng Hàn mỉm cười, hắn đối với Ngô gia là không có một chút hảo cảm, Ngô ba là hắn nhất định phải giết. Nguyên đại sư, trùng dương đan kia. Ngô Thiên Phong hỏi Nguyên Sơ. Hừ, phát sinh chuyện như vậy còn muốn lão phu luyện chế trùng dương đan giúp ngươi. Nguyên Sơ trừng mắt, không chút do dự cự tuyệt. Ngô Thiên Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, nói. Nguyên đại sư, ngươi không thể nói không giữ lời. Lão phu không muốn luyện đan cho Ngô gia các ngươi thì lại làm sao?
Nguyên Sơ rất vô lại nói. Ngươi! Ngô Thiên Phong chỉ tay, nhưng nói không ra lời. Đừng nói Nguyên Sơ và hắn đều là linh hải cảnh, chỉ nhìn tên tuổi đan sư huyền cấp trung phẩm, hắn cũng không dám uy hiếp. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, không khỏi hơi kinh ngạc, nói. Lão Ngô, ngươi muốn luyện chế trùng dương đan sao? Lão! Lão Ngô! Ngô Thiên Phong suýt chút nữa quất tới một bạt tay. Hắn là cường giả linh hải cảnh, tuổi cũng đủ làm gia gia của Lăng Hàn, lại bị gọi thành Lão Ngô, để hắn làm sao chịu nổi. Nhưng trong mắt Lăng Hàn chỉ là linh hải cảnh, hơn 60 tuổi, không có kêu một tiếng tiểu ngô đã đủ nể tình. Hàn thiếu chân của hắn giống như bị một loại rắn kịch độc cắn, cần trùng dương đan giải độc. Nguyên Sơ giải thích. Lăng Hàn có thể thấy chân trái của Ngô Thiên Phong lớn hơn chân phải một vòng, hắn hết sức tò mò nói. Ngươi kéo ốm quần lên để ta xem một chút. Ngô Thiên Phong lộ ra vẻ không vui, ngươi là ra lệnh cho ta sao? Nguyên Sơ thong thả nói. Trình độ đan đạo của Hàn Thiếu còn trên Lão Phu, trùng dương đan này Lão Phu luyện chế vô cùng miễn cưỡng, nhưng Hàn Thiếu. Việc nhỏ. Hàn Thiếu mời xem. Ngô Thiên Phong không nói hai lời, lập tức kéo o, nơ, gơ, quy, u, a, quy, quy, nơ, lên. Trở mặt nhanh chóng thật khiến người ta líu lưới, cũng để những người khác ngất xỉu, hóa ra da mặt của cường giả linh hải cảnh cũng có thể dày như vậy. Một mùi quái lạ truyền ra, giống như dì sắt. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy chân trái của Ngô Thiên Phong sưng to, hơn nữa còn đen kịt như mực, như chúng phải kỳ độc. Lăng Hàn nhẹ nhàng nhấn đùi một cái, nói. Ngươi còn nhớ lúc trước là làm sao bị cắn không? Ngày đó Lão Phu thăm dò một tòa mộ cổ, phát hiện một đồ vật màu đen, vừa định cầm lên xem, nó liền trốn đi, cắn Lão Phu một cái rồi biết mất. Ngô Thiên Phong đáp. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười, nói. Vấn đề của ngươi, ta có thể giải quyết. Thật, thật sự. Ngô Thiên Phong kích động. Nếu Hàn Thiếu nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể gạt ngươi sao? Nguyên Sơ không vui hừ nói. Khà khà, Lão Phu không phải kích động sao, kính xin Hàn Thiếu bao dung. Ngô Thiên Phong cười bồi nói, hiện tại dáng dấp của hắn nào còn có một tia ngạo khí. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Trị liệu. Lăng Hàn cũng không để trong lòng. Tông ánh mắt của hắn có vẻ vui mừng mà người khác không nhìn thấy được. Ngô Thiên Phong không phải bị rắn cắn, mà là bị một loại bảo vật kích thương. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa thể xác định, nhưng có nắm chắc rất lớn. Đến thay đổi vị trí, để chân nằm ngang. Lăng Hàn nói. Ngô Thiên Phong vội ngồi xuống, để chân trái lên một cái ghế khác, sau đó dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Lăng Hàn. Đan sư như Nguyên Sơ tuyệt đối không thể ăn nói ba hoa, bởi vậy hắn nói trình độ đan đạo của Lăng Hàn trên hắn, vậy khẳng định là như thế. Tuy chuyện này quá kinh người để hắn không thể tin tưởng. Hiện tại tất cả mọi người đã thành lá xanh đều đưa mắt nhìn Lăng Hàn thiếu niên cực kỳ trẻ tuổi kia. Lăng Hàn rất tự nhiên. Kiếp trước hắn đã quen thành tiêu điểm chú ý của mọi người, hiện tại hắn chỉ muốn xác minh suy đoán trong lòng. Hắn đưa tay gõ lên đùi của Ngô Thiên Phong cứ mấy lần sẽ dừng lại quan sát một chút. Một lúc sau, hắn lộ ra nụ cười tự tin, nói. Lão Ngô, ta sắp trị liệu cho ngươi, có điều, sẽ rất đau. Hàn Thiếu yên tâm, Lão Phu là người luyện võ, đau khổ gì chưa ăn qua. Hàn Thiếu cứ việc buông tay làm, Lão Phu chống. A, Ngô Thiên Phong đang nói gióng giạc, nhưng thình lình phát ra một tiếng hét thảm. Trên tay Lăng Hàn xuất hiện một đoàn lửa cháy đỏ rực, hóa thành một đạo phong mang, đang thiêu đốt da rẻ của Ngô Thiên Phong. Nguyên Sơ ở một bên nhìn thở dài nói. Hàn Thiếu thực sự là hồng phúc tề thiên, lại có thể dung hợp được một đoàn dị hỏa để lão hủ ước ao chết. Ở trước mặt Lăng Hàn, hắn không cần trang dáng dấp cao nhân gì. Dị hỏa. Những người khác nghe xong đại bộ phận đều mờ mịt, chỉ có Ngô Thiên Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhiên biết dị hỏa là cái gì, đồ chơi này cực kỳ hy hữu, hơn nữa bản thân có uy năng to lớn, muốn dung luyện nói dễ vậy sao? Nói không dễ nghe, dù Vũ Hoàng hiện nay ra tay cũng chưa chắc làm được, có lẽ chỉ có lão quái vật kia của Thích Gia mới có cơ hội. Lăng Hàn mới chỉ ở tụ nguyên cảnh, hắn là làm như thế nào? Ngô Thiên Phong tuyệt đối không tin Lăng Hàn có thể dựa vào thực lực bản thân dung hợp một đoàn dị hỏa như vậy rất đơn giản, đây là sư môn hoặc gia tộc sau lưng Lăng Hàn giúp hắn. Có thể thu một đoàn dị hỏa để hậu bối dung hợp, đây là bảo tay thế nào? Nghĩ tới đây, Ngô Thiên Phong rất cảm kích Nguyên Sơ, vừa nãy nếu như sự tình làm lớn, không nói vấn đề trị liệu hắn, chỉ nói bối cảnh đáng sợ kia của Lăng Hàn, liền không phải Ngô gia có thể so sánh. À!
Vừa nghĩ tới đây, hắn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vừa nãy phân tâm trong khoảng thời gian ngắn quên đi thống khổ, nhưng khi tính thần lại, hí. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh sợ, bởi vì bọn họ nhìn thấy trên đùi của Ngô Thiên Phong có từng mạch máu lộ ra, nhưng nhìn kỹ, những mạch máu kia lại đang không ngừng vặn vẹo, giống như con rắn. Lăng Hàn hừ một tiếng, ngón tay điểm liên tục, hỏa diễm thiêu đốt, những con rắn kia không ngừng rút lui tập trung về mắt cá chân. Bắp đùi của Ngô Thiên Phong lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy khôi phục bình thường, mà càng đi xuống, màu đen sẽ càng nồng nặc, giống như muốn hóa thành thực chất. Rất dù gì. Nhưng Ngô Thiên Phong lại lộ ra vẻ kinh hỉ. Dù hắn ngu nữa cũng có thể nhìn ra, Lăng Hàn rất có trình độ bức độc rắn trên người của hắn xuống bàn chân. Chỉ là đau quá, đau quá, đau quá. Ngô Thiên Phong là cường giả linh hải cảnh, sức nhẫn nại vẫn tính mạnh mẽ, lúc này đã có thể miễn cưỡng nhìn không la, nhưng mồ hôi lạnh bốc lên, hai chân run rẩy. Lúc này, hết thảy màu đen đều hội tụ đến lòng bàn chân. Lăng Hàn rút kiếm nói: "Lão Ngô, hiện tại ta đã bức độc đến chân trái của ngươi, cắt bỏ liền không sao, ngươi thấy có được không?" "Được con mẹ ngươi a, đây chính là một cái chân của ta." Ngô Thiên Ba thầm nhổ nước bọt, nhưng trước đó hắn xem qua rất nhiều danh y đều nói phải cắt tiện toàn bộ chân trái mới có thể giữ được tính mạng, so sánh với đó, chỉ cắt đứt một bàn chân thực sự là tốt hơn rất nhiều. Dù sao tính mạng trọng yếu, càng kéo càng phiền phức. Hàn thiếu cứ việc ra tay. Ngô Thiên Ba cắn răng nói. Lăng Hàn xuất kiếm, soạt, hàn quang lói lên, lập tức liền có máu đen tung tóe. Hắn không có chém bàn chân của Ngô Thiên Phong, mà là rạch một đường, dì hỏa bức xuống, máu đen không ngừng tuôn ra. Đến rồi. Đột nhiên ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên, quang kiếm, đưa tay tìm trong máu đen, sau đó lập tức thu tay về, không ai chú ý trong tay hắn nhiều hơn một vật, bởi vì vừa tới tay, đã bị hắn thu vào không gian giới chỉ. Máu đen chảy ra hết, rất nhanh, chân trái của Ngô Thiên Phong liền khôi phục bình thường, chỉ là có vẻ hơi trắng xám, dù sao đã mất rất nhiều máu. Được rồi. Lăng Hàn nói. Ngô Thiên Phong cảm ứng một lúc, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, vội đứng lên chắp tay nói: "Đa tạ Hàn thiếu, đa tạ Hàn thiếu." Nọc rắn này đã quấy nhiễu hắn rất nhiều năm, dùng vô số thuốc giải cũng không có cách nào, mỗi ngày đều phải lấy nguyên lực áp chế, bằng không độc tố sẽ lan tràn, hấp thu dòng máu của hắn. Nếu không phải vậy, hiện tại hắn đâu chỉ linh hải tầng 7, làm sao cũng có thể vọt tới tầng 9, có cơ hội xung kích thần thai cảnh. Nếu như trùng dương đan cũng vô hiệu, hắn thật sự định từ bỏ chân trái, dù sao mất một chân mà sống, cũng tốt hơn nhiều người chết có đủ tứ chi. Không nghĩ tới, Lăng Hàn lại dễ dàng giải quyết vấn đề quấy nhiễu hắn gần 10 năm. Thần! Thu cái chân xấu xí kia của ngươi đi, rất đẹp sao? Lăng Hàn căm phép nói, hiện tại chân trái của Ngô Thiên Phong bị hắn thiêu cháy đen, địa phương không đốt tới thì mọc đầy lông, xác thực rất khó nhìn. Vâng vâng! Hiện tại Ngô Thiên Phong rất cao hứng, cũng không để ý ngữ khí không khách khí của Lăng Hàn. Được rồi, ngươi đi đi. Lăng Hàn phất tay, hạ lệnh trục khách. Vâng. Ngô Thiên Phong vội chắp tay, một bên chào người của Khương gia, một bên xách ba hậu nhân của gia tộc lên. Độc tố đã giải, hắn tự nhiên không cần cầu cảnh nguyên sơ nữa, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Ngươi cũng trở về đi. Lăng Hàn nói với nguyên sơ. Vâng, Hàn thiếu. Nguyên sơ vốn định tâng bốc mấy câu, nhưng nghĩ tới Lăng Hàn đang ở Hoàng Đô, nhất định sẽ thỉnh thoảng đến Thiên Dược Các, nên không dây dưa cáo từ rời đi. Người ngoài vừa đi, người của Khương gia đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói, làm sao không nhận ra ta? Thật có chút không nhận ra. Kim Vô Cực cười khổ nói, ngay cả Nguyên sơ đại sư, Ngô đại nhân cũng phải cung kính, để ta có chút tay chân luống cuống. Nếu không, ta cũng gọi ngươi Hàn thiếu. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi không muốn làm bằng hữu của ta sao? Trong lòng Kim Vô Cực ấm áp. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Hấp huyết nguyên kim. Một trước một sau tương tự là bằng hữu của Lăng Hàn, nhưng ý nghĩa hoàn toàn không giống. Ngay cả đan sư huyền cấp trung phẩm cũng phải xưng Lăng Hàn là Hàn thiếu, có thể làm bằng hữu với Lăng Hàn, đây là vinh quang cỡ nào. Cha mẹ Khương gia kể cả Khương Phi Yên đều mừng rỡ, đại cô cùng nhị cô thì tập hợp tới, đại cô nói. Hàn thiếu, Hoa Nhi và Viễn Nhi nhà ta đều rất ngoan, nhất định có thể làm bằng hữu của Hàn thiếu. Đúng đúng đúng, có thể làm bằng hữu. Nhị cô cũng vội nói. Thực là không biết xấu hổ.
Lăng Hàn lạnh nhạt nói. Ta biết các ngươi sao. Đại cô và nhị cô đều câm họng. Thay đổi lúc trước các nàng khẳng định đã dương nanh múa vuốt. Nhưng hiện tại ngay cả cái giấm cũng không dám thả, không ngừng nháy mắt với Khương Phi Yên, hy vọng nàng có thể giúp hai người nói chuyện. Nếu như con trai của mình có thể trở thành bằng hữu với Lăng Hàn, này không phải có thể đi nghênh ngang ở Hoàng Đô sao? Các ngươi cút đi. Lăng Hàn không nhịn được nói. Đại cô và nhị cô sao cam tâm, làm như không nghe thấy, dự định chết cũng ở lại. Lăng Hàn cười gằn nói. Chẳng lẽ muốn ta gọi Ngô Thiên Phong và Nguyên Sơ trở về tính nợ cũ với các ngươi? Tha cho bọn họ một lần đã là nể mặt Kim Vô Cực, nếu không hắn đã sớm đánh một trận. Lúc này đại cô và nhị cô mới bất đắc dĩ rời đi. Lăng Hàn ngồi xuống bồi tiếp bọn người Kim Vô Cực uống rượu một lát, liền cáo từ rời đi. Một là bầu không khí không đúng, bây giờ thân phận của hắn quá cao, để bốn người Kim Vô Cực trở nên gò bó. Thứ hai hắn cũng muốn trở lại nghiên cứu đồ vật lấy được từ chỗ Ngô Thiên Phong. Mang theo hổ nữ, Lăng Hàn trở về học viện trong ánh mắt khiêu khích của Liễu Như Nhi, hắn đóng cửa phòng lại. Hơi suy nghĩ, trong không gian giới chỉ lập tức có một vật xuất hiện. Đây là một vật đen như mực, đã mảnh lại dài, vừa xuất hiện liền đồng đẩy bắn tới Lăng Hàn, phảng phất như một mũi tên nhọn. Tốc độ của nó cực nhanh, lúc trước ngay cả Ngô Thiên Ba cũng trúng chiêu, làm hại tu vi của hắn 10 năm không thể tăng lên, có thể thấy được nó mau lẹ cỡ nào. Ngay cả Linh Hải tầng 7 cũng không thể may mắn thoát khỏi, huống chi là tụ nguyên tầng 7 như Lăng Hàn. Vèo, vật ấy bắn tới bên hông của Lăng Hàn, muốn chui vào. Hừ, Lăng Hàn sầm mặt lại oanh. Bên hông có một đoàn xích diễm giấy lên. Làm càn, vừa rồi ta có thể bước ngươi ra, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Vật này không ngừng bắn ra, muốn chui vào người Lăng Hàn. Nhưng bị dì hỏa ngăn cản nhiều lần, cuối cùng bị Lăng Hàn nắm lấy oanh. Dì hỏa bốc lên thiêu đốt nó. Vật này vặn vẹo, giãy giụa, từ trạng thái dài nhỏ biến thành hình khối, lại biến thành hình kiếm, hình đao. Cực kỳ thần kỳ. Quả nhiên là hấp huyết nguyên kim. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Hấp huyết nguyên kim không phải yêu thú, càng không phải sinh linh, mà là một loại kim loại, nhưng loại kim loại này vô cùng dụng dị. Nó thích ăn huyết dịch, thật giống như có sinh mệnh, nhưng cụ thể là vì sao, chính Lăng Hàn cũng không rõ ràng. Nhưng có người suy đoán, sau khi kim loại dụng dị này ăn uống đủ nhiều, đủ mạnh, nói không chắc sẽ mở ra linh trí trở thành một hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Mà tác dụng lớn nhất của loại kim loại này là có thể tùy ý biến hóa, công dụng rất nhiều, chế tạo thành binh khí, có thể biến hóa vô tận. Ở kiếp trước, trong bảy đại cường giả thiên nhân cảnh, binh khí của Lạc Nhật Đao Hoàng, Trảm Nhật Đao chính là dùng hấp huyết nguyên kim chế tạo, bảo đao hấp thu máu huyết của cường giả, uy lực không ngừng tăng lên, hầu như có thể sánh ngang một vị cường giả thiên nhân cảnh cực kỳ đáng sợ. Có điều khối hấp huyết nguyên kim này quá nhỏ, muốn chế tạo thành binh khí còn thiếu rất nhiều, thế nhưng, làm một cái chìa khóa là hoàn toàn không có vấn đề. Tùy ý biến hình ý nghĩa có thể mở ra bất kỳ ổ khóa nào của thế gian. Như thế vẫn chưa đủ châu bò sao? Kiếp trước Lăng Hàn chỉ thấy hấp huyết nguyên kim trong tay Lạc Nhật Đao Hoàng. Nhưng sau khi nghe Ngô Thiên Phong nói, hắn liền có suy đoán, nếu không vô duyên vô cớ, hắn há có thể chữa bệnh cho người của Ngô gia. Cũng may không có để hắn thất vọng. Ăn nha nha. Dì hỏa truyền cho Lăng Hàn một ý nghĩ mơ hồ, nó muốn dung luyện khối kim loại này, Lăng Hàn có thể cảm giác được nó căm phép hấp huyết nguyên kim. Thực là kỳ quái. Sau khi dung luyện có thể phá hoại năng lực biến hóa của hấp huyết nguyên kim hay không? Nhưng không dung luyện, tên này căn bản sẽ không nghe lời. Bản năng thì huyết của nó vượt qua tất cả, làm binh khí thì thích hợp, nhưng làm chìa khóa là tuyệt đối không được. Dung luyện ai, nhìn có thể diệt bản năng thì huyết của nó hay không? Lăng Hàn quyết định, mặc cho dì hỏa luyện hóa hấp huyết nguyên kim. Có điều, lúc trước hấp huyết nguyên kim có thể được Lạc Nhật Đao Hoàng vừa ý, dùng làm bảo đao, là vì tính chịu hỏa khủng bố, bị dì hỏa thiêu đốt chỉ trở nên ửng đỏ, lại không chút thay đổi. Nếu không phải hỏa khắc kim, phỏng chừng thật không làm gì được nó. Vậy thì chậm rãi dung luyện, không tin không thu phục được. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống. Vận chuyển nguyên lực trong cơ thể chuyển hóa thành hỏa lực, gia nhập luyện hóa hấp huyết nguyên kim. Từ từ, khối kỳ thiết này trở nên mềm, dần dần có xu thế hóa thành nước thép. Trảm Nhật Đao của Lạc Nhật Đao Hoàng tuyệt đối không chỉ có trình độ như thế, hầu như có thể nói vạn vật không thương, ngay cả kiếm đế nắm giữ kiếm tâm được xưng một kiếm chém thiên cũng chém không đứt đao này, có thể thấy được chút ít. Nguyên do là vì hấp huyết nguyên kim có tính trưởng thành thông qua hấp huyết cường hóa bản thân.
Hiện tại khối hấp huyết nguyên kim này không có hút quá nhiều máu tươi, bởi vậy nên không làm gì được một tên võ giả linh hải cảnh, 10 năm cũng không có hút sạch đối phương, có thể thấy được yếu cỡ nào. Bằng không thật muốn đổi thành trình độ như thanh trảm nhật đao của Lạc Nhật Đao Hoàng, vậy Lăng Hàn đừng nói luyện hóa, khẳng định vừa thấy là quay đầu bỏ chạy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sao có thể đối kháng yêu vật như vậy? Khối kim loại này không ngừng biến hóa hình dạng, thậm chí còn hóa thành một tiểu nhân, ra vẻ rít gào, khiến người ta không thể không hoài nghi đây là một khối kim loại nắm giữ sinh mệnh. Nhưng vật thể có sinh mệnh là không thể thu vào không gian giới chỉ, bởi vậy có thể xác định, hấp huyết nguyên kim là vật chết. Chỉ là hơi rụt gì mà thôi. Dòng giã nung một ngày một đêm, khối hấp huyết nguyên kim kia mới biến thành chất lỏng, không còn biến hóa nữa. Lăng Hàn nghiêm mặt bắt đầu đưa thần thức của mình vào trong hấp huyết nguyên kim. Muốn hấp huyết nguyên kim theo ý mình biến hóa hình thái, nhất định phải là ấm thần thức, tế luyện khối hấp huyết nguyên kim này như linh khí. Vù, đột nhiên thần thức của Lăng Hàn tiến vào một thế giới đen kịt, bên tai vang lên tiếng rít rung trời. Trước mắt hắn dần dần trở nên sáng sủa, chỉ thấy ở phía trước, đang có vô số người thảo phạt một người khổng lồ. Người khổng lồ này đỉnh thiên lập địa, cả người tỏa ra ánh sáng lộng lẫy như kim loại, cực kỳ cứng rắn. Bởi vì mặc cho hơn vạn người cầm lợi khí oanh kích, nhưng trên da của hắn chỉ xuất hiện các vết lún, lập tức lại khôi phục bình thường, giống như dùng ngón tay nhẫn ở trên người. Lăng Hàn ngơ ngác, bởi vì thân thể của người khổng lồ kia hoàn toàn là do hấp huyết nguyên kim tạo thành. Thần đạo đan tôn. Tác giả: Cô đơn địa phi. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Đốn ngộ. Lấy khả năng của Lạc Nhật Đao Hoàng, năm xưa cũng chỉ lấy tới một khối hấp huyết nguyên kim to bằng đầu người chế tạo thành trảm nhật đao để hắn thành danh trở thành tồn tại thứ ba trong bảy cường giả thiên nhân cảnh. Nhưng nơi này lại xuất hiện một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, hoàn toàn do hấp huyết nguyên kim tạo thành, cách này còn không dọa người sao? Trước đó Lăng Hàn đã suy đoán, hấp huyết nguyên kim hấp thu đủ máu huyết, sẽ chuyển hóa thành tồn tại có sinh mệnh. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ sinh ra một người khổng lồ khủng bố như thế. Võ giả vây công người khổng lồ có tới trăm vạn, từng đạo công kích hóa thành lưu tinh, không ngừng đánh vào trên người hắn, nhưng có khả năng phá tan phòng ngự lại rất ít. Dù cho có thể đánh tan cũng chỉ lưu lại vết thương rất nhỏ. Nhưng người khổng lồ phản kích lại cực kỳ đáng sợ, chỉ mở miệng liền có thể nuốt rất nhiều võ giả. Những võ giả này có thể bay lên trời, vậy chí ít cũng là sinh hoa cảnh. Mà lấy Lăng Hàn quan sát, có chút tồn tại hơn xa tầng thứ này, hoàn toàn có thể sánh ngang hắn kiếp trước, thậm chí có vài tên còn mạnh mẽ hơn hắn. Phá hư cảnh. Đúng lúc này, hình ảnh im bặt, tầm nhìn của Lăng Hàn biến đổi, lại trở về trong phòng của mình. Một màn vừa nãy hẳn là mảnh vỡ ký ức còn sót lại trong khối hấp huyết nguyên kim này, nhưng bởi vì là mảnh vỡ cho nên chỉ có một đoạn như vậy. Lăng Hàn không khỏi suy đoán, người khổng lồ kia bị vô số cường giả vây công, rốt cuộc bị đánh nổ, mảnh vỡ bay khắp thiên hạ, những hấp huyết nguyên kim này tràn ngập bản năng hấp huyết, chẳng lẽ còn muốn đông sơn tái khởi. Tuy hắn chỉ nhìn một chút, nhưng ngẫm lại người khổng lồ kia có thể dẫn tới nhiều võ giả vây công như vậy, thực lực này tuyệt đối là kinh thiên động địa, ngay cả phá hư cảnh cũng không thể không ra tay. Nếu như đồ chơi kia còn có thể sống lại, thiên hạ ngày nay còn ai có thể ngăn được, tuyệt đối là sinh linh đồ thán. Có điều đây là chuyện phát sinh rất lâu trước đó, tình cảnh Lăng Hàn nhìn thấy cường giả thiên nhân cảnh lấy trăm tính, phá hư cảnh cũng hơn 10 người. Đây là thời đại võ đạo hưng thịnh thế nào? Chờ chút, Giang Dược Phong cùng chí ít hơn trăm cường giả thiên nhân cảnh liều mạng với một phá hư cảnh, chuyện này cách niên đại của hắn không xa, thật giống như võ đạo lập tức nghênh đón đại bạo phát, đột nhiên liền có rất nhiều người đột phá. Lăng Hàn rất hiếu kỳ, muốn biết lịch sử năm đó ở Vũ Quốc là không thể nào, vì nó chỉ mới thành lập mấy ngàn năm, ở trước đó thật giống xuất hiện lịch sử đứt gãy, không có ai biết ở trước đó là thế nào. Xem ra, phải đi ra Vũ Quốc, tiến vào thế giới càng bao la, mới có thể tìm kiếm đoạn lịch sử thất lạc này. Lăng Hàn thu hồi ý nghĩ. Hiện tại hắn suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, tổ nguyên tầng 7 có thể làm gì? Nếu thật có tai họa lớn gì phát sinh, tự nhiên có người vóc dáng cao gánh lấy. Vũ Quốc chỉ là địa phương nhỏ, bởi vậy cường giả sinh hoa cảnh là mạnh nhất, nói không chắc đi ra nơi này, có thể nghe nói phá hư cảnh tồn tại cũng không kỳ lạ. Thiên địa biến hóa, võ đạo cũng biến hóa, có thỉnh tất có suy. Hắn hơi suy nghĩ, hấp huyết nguyên kim liền theo ý niệm của hắn biến hóa. Có thể hóa thành từng sợi kim loại nhỏ hơn tơ nhện, cũng có thể biến thành miếng mỏng hơn giấy, càng có thể biến thành heo dê gà chó. Chỉ có điều rất nhỏ.
Hơn nữa, trải qua dị hỏa nung nấu, hấp huyết nguyên kim trở nên cứng cáp hơn, phỏng chừng ngay cả thần thai cảnh cũng rất khó kéo đứt. Nếu như bất thình lình bị quấn lấy cổ kéo một cái, ngay cả cường giả thần thai cảnh cũng có thể gặp nạn. Hắn để hấp huyết nguyên kim hóa thành vòng tay đeo ở trên tay trái, đi ra khỏi phòng, hổ nữ lập tức nhảy tới, dùng đầu nhỏ cà ngực của hắn, nói. Không tốt. Lăng Hàn không tốt. Ta nơi nào không tốt? Lăng Hàn cười nói. Không bồi nữ chơi. Tiểu nha đầu bĩu môi. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, nói. Được được được, chơi với ngươi còn không được sao? Cái gọi là chơi của hổ nữ kỳ thực chính là vật lộn. Có lẽ này là lúc trước còn ở trong hang hổ, hổ mẹ, dạy nàng từng chiêu từng thức, tất cả đều là động tác mãnh hổ bắt giết con mồi. Chỉ là hổ nữ có ngộ tính đáng sợ, mạnh mẽ biến chiêu thuật nguyên bản không thích hợp nhân loại trở nên thích hợp cho nàng triển khai. Tiểu nha đầu như một con hổ con, nhào, phát, cắn, ném. Nắm giữ uy lực kinh người. Lăng Hàn nhìn nhập thần. Võ đạo vốn vô hình vô tướng, ai quy định không thể lấy thú làm sư phụ. Ngược lại, vượn quyền, hổ hình trưởng, những cái này không phải đều là tiền nhân tham khảo phương thức công kích của những sinh linh khác sáng tạo ra sao? Lập tức, tâm thần của hắn tính lại. Hắn tiến vào trạng thái đốn ngộ. Đốn ngộ là trạng thái đặc thù mà võ giả tha thiết ước mơ. Trong trạng thái này, có thể lĩnh ngộ cửa ải khó mà bình thường không cách nào hiểu rõ, có thể làm võ đạo tăng nhanh như gió. Nhưng trạng thái như vậy là có thể ngộ mà không thể cầu, dựa theo suy đoán cần thần thức của võ giả cộng hưởng với thiên địa, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Trong cuộc đời võ giả được một lần đốn ngộ, đã có thể thắp hương bái Phật, hơn nữa bình thường đều bắt đầu từ sinh hoa cảnh, bởi vì chỉ có thoát ly phàm khu mới có tư cách cộng hưởng với thiên địa đại đạo. Kiếp trước, Lăng Hàn tổng cộng có 3 lần đốn ngộ, nhưng đều là đột phá ở đan đạo, mà lần thứ nhất đốn ngộ là lúc ở linh hải cảnh. Lúc đó hắn rất khiếp sợ, không nghĩ tới đời này xuất hiện càng sớm hơn. Bốn phía, linh khí hội tụ đến, hóa thành từng dòng như thương long điên cuồng chen vào trong thân thể của hắn. Tu vi của hắn lập tức tăng vọt, tổ nguyên tầng 7 trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, hắn căn bản không tồn tại vấn đề lĩnh ngộ cảnh giới, chỉ hơi dừng lại một chút, cánh cửa tổ nguyên tầng 8 liền mở ra. Đột phá là đơn giản như vậy. Lăng Hàn không cảm giác chút nào, tâm thần của hắn bay lượn trong thế giới võ đạo, từng tia cảm ngộ như cánh hoa tỏa ra, nhưng thời điểm đưa tay muốn bắt giữ, lại lập tức hóa thành toái ảnh. Giấc mộng xa vời, như lôi âm bọt nước. Trên bầu trời cũng có từng tia võ đạo tinh nghĩa, như lưu tinh xẹt qua, nhưng càng thêm khó có thể bắt giữ. Đây là thiên địa đại đạo, căn bản không phải Lăng Hàn hiện tại có thể ngộ. Nếu không phải hắn có nội tình thiên nhân cảnh kiếp trước, ở trong thế giới võ đạo dạng này chỉ có thể ngỡ ngàng, nhưng hiện tại, hắn bắt lấy một chút huyền diệu. Tổ nguyên tầng 8 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Hắn chỉ dùng mấy tiếng liền hoàn thành mấy ngày tích lũy, thậm chí không cần ăn đan dược, thật giống như thiên địa tạo nên hắn. Cái gọi là một khi ngộ đạo, lập địa thành Phật, đúng là như thế. Đương nhiên, còn lâu Lăng Hàn mới đạt đến trình độ như thế, nhưng đã đủ làm người ghen tị. Quanh thân hình của hắn nhẹ nhàng chấn động, bước vào tổ nguyên tầng 9. Lăng Hàn mở mắt, đầu tiên là xuất hiện một tia mê man, sau đó mới phản ứng lại, không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hổ nữ ngồi ở bên cạnh hắn, thật giống như đang tu luyện, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có một tia trang nghiêm. Oành oành oành, đúng lúc này có tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến. Thần đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Phong Lạc làm giữ. Lăng Hàn đi ra mở cửa, là Chu Tuyết Nghi. Lăng ca. Chu Tuyết Nghi lập tức nói, thật giống như nhìn thấy Lăng Hàn thì có người tâm phúc, biểu hiện thả lỏng rất nhiều. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. Lý Hảo bị học viện khai trừ. Chu Tuyết Nghi giận dữ nói. Cái gì? Lăng Hàn hơi nhướng mày. Hắn phạm sai lầm gì sao? Không có. Chu Tuyết Nghi lắc đầu cắn răng nói. Là Phong Lạc. Hắn dẫn lão sư học viện tới, vô duyên vô cớ khai trừ Lý Hảo, còn nói bởi vì Lý Hảo là bằng hữu của Lăng ca. Ánh mắt của Lăng Hàn như kiếm, tức giận lan tràn. Phong Lạc quả thực coi trời bằng vung, sai thủ hạ tùy tùng đả thương Lý Hảo, ép hắn cúi đầu, lão sư của học viện lại làm như không thấy. Ta thấy tình thế không ổn, lập tức đến tìm Lăng ca, hy vọng Lăng ca có thể giữ gìn lẽ phải cho Lý Hảo. Chu Tuyết Nghi khóc ròng nói. Nếu như bị học viện khai trừ, sau khi Lý Hảo trở về, cả đời tất sẽ không ngẩng đầu lên nổi, mà thành tựu tự nhiên cũng rất có hạn.
Lăng Hàn lộ ra vẻ tức giận mãnh liệt. Huyên để Phong Viêm trả thù hắn, điểm ấy ở trong dữ liệu của hắn, hắn cũng không sợ. Đời võ giả, sao có khả năng không đắc tội với người? Nhưng Phong Lạc lại ra tay với bằng hữu của hắn, cái này quá vô liêm sỉ. Họ không tới người nhà, đây là quy tắc ngầm của võ đạo, trừ khi là tử thù không thể hóa giải gì, lúc này mới sẽ diệt cả tộc, thậm chí cửu tộc. Ăn oán giữa hắn và Phong Lạc, nói thế nào cũng chỉ là xung đột nhỏ mà thôi. Dẫn đường. Lăng Hàn trầm giọng nói. Chu Tuyết Nghi đại hỉ, vội mang Lăng Hàn đi chỗ của Lý Hảo. Nàng thấy thái độ của bọn người Tam Hoàng tử đối với Lăng Hàn, tin tưởng chỉ cần Lăng Hàn đứng ra, như vậy hết thảy đều có thể cứu vãn. Hai người đuổi gấp, rất nhanh thì tới khu ký túc xá. Nơi này là chỗ ở của đệ tử bình thường, không giống đệ tử chân truyền, một người có thể nắm giữ một tòa biệt viện, nơi này là mấy người ở chung đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Phong Lạc trở lại thì cực kỳ hung hăng, căn bản không che đậy, ngược lại còn hận không thể thông báo cho cả học viện biết tới xem hiện tại hắn uy phong cỡ nào, thô bạo cỡ nào. Bởi vậy, nơi này có rất nhiều người quan sát. Có đồng tình, có cười trên sự đau khổ của người khác, có thờ ơ không đồng lòng, bất luận vòng tròn nào cũng có thể khúc xạ ra nhân sinh bách thái. Trong đám người, chỉ thấy Lý Hảo đã bị đánh cho thương tích khắp người, nằm trên đất, mà một cái chân của Phong Lạc thì đạp ở trên mặt hắn. Mười ngón tay của Lý Hảo cắm sâu vào trong đất bùn, có thể thấy được lúc này hắn phẫn nộ đến cỡ nào. Mắt của Lăng Hàn như hàn kiếm, nhanh chân tiến lên. Tựa hồ có thể cảm ứng được hắn tức giận, người phía trước đều quay đầu lại, lúc phát hiện vẻ mặt của hắn giống như hàn băng, đều không tự chủ được lui lại, nhường ra một con đường. Trong này thậm chí bao gồm học sinh dũng tuyển cảnh, để bọn họ vừa kinh vừa không rõ, lại bị một tên tủ nguyên cảnh dọa sợ. Đoàn người như nước chảy tách ra, nhường một con đường. Phong Lạc quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia ngạo mạn, hung hăng cười nói. Lăng Hàn, ngươi thấy không, ta lại trở về. Lăng Hàn không lên tiếng, chỉ nhanh chân tiến tới. Ha 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 ha, có phải ngươi rất khó chịu không? Vậy thì như thế nào? Bản thiếu chính là muốn ngươi khó chịu. Phong Lạc cười gằn ép chân nặng thêm. Đây là bằng hữu của ngươi. Thực sự xin lỗi, là ta cố ý. Tì sơ vụ. I e nơ cơ vụ u y nơ e tê, đừng nói ta không có cho hắn cơ hội. Phong Lạc nhún vai nói. Ta nói với hắn, chỉ cần một đao cắt đứt với ngươi, tuyên dương những ác sự ngươi đã từng làm, ta liền tha hắn một lần. Ai biết xương của tiểu tử này cứng còn rất giảng nghĩa khí, lại không chịu bán ngươi. Ai, bản thiếu ghét nhất loại người không biết thời thế này, không thể làm gì khác hơn là đánh tới hắn phục mới thôi. Yên tâm, cõi đời này không thể có nhiều người ngớ ngẩn như vậy, sau đó bản thiểu sẽ đi tìm bọn người Lý Đông Nguyệt Kim Vô Cực. Tin tưởng bọn hắn sẽ không ngu như thế. Phong Lạc dừng một chút, nhìn vẻ mặt của Lăng Hàn như hàn băng, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Lăng Hàn bị nhục nhã càng lợi hại, hắn lại càng hả giận, hận không thể giấm mặt đối phương mấy cái. Như thế nào, có phải rất muốn giấm ta không? Đáng tiếc, ngươi căn bản không làm được. Nhìn ca ca của ta đưa tứ đại kim cương tới hộ vệ cho ta, mỗi người đều là dũng tuyển cảnh, trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người nơi này đều giống nhau, ta xem ai không hợp mắt liền đánh kẻ đó, nhưng không ai dám động bản thiếu một sợi lông. Đến đánh ta à, ngươi cái tên ngu ngốc này, có gan đến đánh ta. Phong Lạc cười ha ha, có vẻ vô cùng đắc ý, không ngần ngại gây hấn với cả công chúng. Lần này, không ít người đều lộ ra vẻ giận dữ. Bất cứ lúc nào cũng phải có một quy củ đến ràng buộc hành vi của tất cả mọi người, như vậy mọi người làm việc mới có giới hạn. Nhưng Phong Lạc đã xuyên thủng giới hạn này, muốn đánh ai thì đánh, như vậy ai còn có cảm giác an toàn. Hắn dựa vào cái gì có sức lực như thế? Phải biết lời này, dù là con cháu của bát đại thế gia cũng không dám nói, mà hoàng thất thì càng không dám nói, bởi vì bọn họ là người lập ra luật pháp, há có thể công nhiên phá hoại. Phong Lạc dựa vào cái gì? Phải biết ở trong hoàng đô, ngay cả Phong Viêm cũng không tính là thứ gì, huống chi loại công tử bột này. Khà khà, đừng dùng con mắt như thế chừng ta, bản thiếu sợ. Phong Lạc cố ý làm ra động tác sợ sệt, nhưng hắn lập tức trợn mắt, nặng nề đạp Lý Hảo một cái. Thao, ngươi là thứ gì? Chỉ là một con chó hoang ở Thương Vân Trấn, cũng dám cưới lên đầu ta. Ngày hôm nay, bản thiếu liền để ngươi biết, đối nghịch bản thiếu là lựa chọn ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của ngươi. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn bằng hữu của ngươi bởi vì ngươi mà bị ta phế bỏ một cánh tay, trở thành phế nhân vĩnh viễn. Hắn đáng sợ nói, tay phải đã nắm một thanh kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm tay phải của Lý Hạo, hiển nhiên là dự định muốn phế cánh tay này của đối phương. Đối với một đao khách mà nói, phế cánh tay dùng đao này tương đương với phế tất cả. Tất
cả mọi người đều ngơ ngác, đây chính là Hổ Dương học viện a, hơn nữa rõ ràng có lão sư ở đây, Phong Lạc lại còn dám trắng trợn hành hung như thế, lẽ nào học viện là của Phong gia hắn? Ha 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 ha. Phong Lạc cười to, chém xuống một kiếm. Lý Hạo, Chu Tuyết Nghi thét to, thanh âm như chim quyên đấm máu và nước mắt, tràn ngập thương cảm, đã phun ra một ngụm máu. Vèo, lúc này thân hình của Lăng Hàn động, vọt tới Phong Lạc. Cút! Bốn tên nam tử trẻ tuổi đứng sau Phong Lạc dồn dập ra tay, bốn tay đánh ra, nguyên lực mãnh liệt, hình thành bốn trường ấm chấn áp tới Lăng Hàn. Đây chính là bốn tên dũng tuyển cảnh, tuy mỗi người chỉ ở cấp 1, nhưng dũng tuyển cảnh dù sao cũng là dũng tuyển cảnh, hoàn toàn nghiền ép tụ nguyên cảnh. Huống chi còn có bốn người, dù không sử dụng võ khí cũng vô cùng mạnh mẽ. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Lăng Hàn nổi giận. Cả người Lăng Hàn tỏa ra hàn khí, hai tay như một, nghênh đón bốn người. Đây là đang tìm chết sao? Bốn dũng tuyển cảnh liên thủ, chỉ là tụ nguyên cảnh lại không né không tránh, còn muốn chống đỡ, đây là dũng khí ở đâu ra? Oanh 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 oanh. Tiếng oanh kích dày đặc truyền ra, trong nháy mắt, vẻ mặt của mọi người trở nên kinh ngạc. Chỉ thấy bốn bóng người bị đánh bay ra ngoài, không phải tứ đại kim cương của Phong Viêm thì là ai? Thân hình của Lăng Hàn không ngừng, đã đi tới phía trên Phong Lạc, đùng. Hắn đạp xuống một cước, oanh. Một tiếng vang trầm thấp, cả cái đầu của Phong Lạc bị giẫm vào trong bùn, thân thể quỳ trên mặt đất, hai cánh tay vô lực rủ xuống, cái mông cao cao nhích lên, thật giống như muốn người bão hoa cúc. Hoa! Thân hình của Lăng Hàn rơi xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Này không phải bị tứ đại kim cương kia đánh ra, mà là hắn tự thương hại bản thân, vận chuyển cô lang huyết, chỉ là lúc đó không kịp phun ra mà thôi. Toàn trường kinh ngạc. Một tổ nguyên cảnh oanh bay bốn tên dũng tuyển cảnh, ai có thể tin tưởng? Ai có thể tiếp thu? Tuy Lăng Hàn bị thương, ói ra huyết, nhưng điều này cũng không thể che lấp hào quang của hắn. Quá trâu bò. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười nhạt, nói. Một con ruồi gọi ong ong ong, đập nó đi, quả nhiên thế giới trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Lý Hạo. Vừa nãy Chu Tuyết Nghi đã che mặt không đành lòng nhìn, nhưng nghe mọi người kinh ngạc thốt lên liền mở hai mắt ra. Thấy Lý Hạo không chỉ không bị thương, ngược lại là Phong Lạc bị áp chế, không khỏi mừng rỡ, vội vã chạy tới. Lăng Hàn hỗ trợ đỡ Lý Hạo lên, nói: "Liên lụy ngươi rồi. Chúng ta không phải bằng hữu sao?" Lý Hạo nói: "Ha ha, bằng hữu, không sai, bằng hữu." Lăng Hàn vỗ vai Lý Hạo một cái, trước đây chẳng qua là hắn cảm thấy đối phương có thể thành châu báu nên hơi giúp đỡ. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, hắn cuối cùng xem đối phương là bằng hữu. Vì bằng hữu, Lăng Hàn có thể trở nên điên cuồng. Tuyết Nghi, ngươi chăm sóc Lý Hạo một chút, ta tính nợ với người nào đó. Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói, Lý Hạo bị đánh rất thảm, ít nhất cũng phải tính dưỡng khoảng chừng nửa tháng. Lăng Hàn, ngươi biết mình đang làm gì không? Tứ đại kim cương dồn dập đi trở về, mỗi người trung khí 10 phần, tỏa ra uy thế mạnh mẽ. Bọn họ chỉ bị đẩy lui, không có bị thương. Lăng Hàn nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói. Các ngươi rất may mắn, đây là ở trong học viện, vì lẽ đó ta chỉ dự định phế bọn ngươi, có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Làm cản. Tứ đại kim cương quát mắng. Tiểu tử này thật to gan, phải biết tuy bọn họ bị chấn bay, nhưng đó là vì bọn họ bất cẩn, xem thường thực lực của Lăng Hàn. Chỉ nhìn bọn họ không mất một sợi tóc liền biết thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Thả Lạc thiếu xuống. Một tên kim cương nói, tứ đại kim cương này phân biệt lấy hổ, tượng, báo, lang làm tên, nói chuyện chính là tượng kim cương. Ngươi không nói, ta ngược lại đã quên. Lăng Hàn nhởn miệng cười, dùng chân đạp mông của Phong Lạc một cái. Này là chủ nhân của bốn con chó các ngươi. Đến, bái một chút đi. Cái gì? Tứ đại kim cương trợn mắt, lại muốn bọn họ quỳ xuống. Thế nào quỳ với chủ nhân cũng không được sao? Lăng Hàn tử tốn nói, một bên rút trường kiếm ra. Vậy có khi ta không vui, nói không chắc sẽ gọt mất một cánh tay của hắn. Tứ đại kim cương đều kinh hãi. Bọn họ tự nhiên không để Phong Lạc ở trong mắt, nhưng Phong Lạc là đệ đệ của Phong Viêm. Bọn họ nhận được mệnh lệnh của Phong Viêm, phải bảo vệ Phong Lạc. Nếu như Phong Lạc bị đánh tàn phế, bọn họ còn có mặt mũi đi gặp Phong Viêm sao? Dương lão sư, người này hành hung học viên, kính xin lão sư đứng ra ngăn cản người này. Lang kim cương nói với một người ở bên cạnh. Vì Dương lão sư này chỉ có tu vi dũng tuyển cảnh sơ kỳ, nhưng thân phận của hắn không giống, lão sư của Hổ Dương học viện nói chuyện, phân lượng đương nhiên cũng không giống.
Dương lão sư có vẻ không vui. Trước đó Phong Lạc ỷ thế hiếp người, hoàn toàn không nhìn quy củ của học viện, đã sớm để hắn bất mãn. Chỉ là hắn nhận được mệnh lệnh, hết thảy đều phải phối hợp Phong Lạc, bởi vậy chỉ có thể nén bất mãn ở trong lòng. Nhìn thấy Lăng Hàn đạp Phong Lạc vào trong đất, hắn còn rất cao hứng, âm thầm tán thưởng Lăng Hàn. Không nghĩ đến đám người Phong Lạc này quá vô liêm sỉ, thời điểm mình phá hoại quy tắc coi hắn là không khí, hiện tại người khác bắt đầu phá hoại quy tắc, lại mang hắn ra ngoài. Hắn vạn lần không muốn quản, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói. Lăng Hàn, trong học viện cấm chỉ hại người, còn không ngừng tay. Lời này vừa ra, nhất thời để mọi người ồ lên. Có ý gì, trước đó thời điểm Phong Lạc hại người, tại sao không nói? Cái này vẫn là học viện sao? Không không không, cái này vẫn là Hổ Dương học viện của Vũ Quốc sao? Sao cảm thấy như là Phong gia mở ra vậy? Phải, dù hoàng tử công chúa ở trong học viện cũng phải tuân thủ quy củ, lẽ nào Phong Viêm, Phong Lạc có thể ngự trị ở trên hoàng gia? Ta không phục. Ta cũng không phục. Tất cả mọi người dồn dập hô to. Ngày hôm nay là Lý Hảo, ngày mai có khả năng là mình, khi đặc quyền không có hạn chế, chuyện này nguy hại quá lớn, mọi người bắt đầu có tâm ý hoảng sợ. Dương lão sư nghẹn lời, hắn vốn chột dạ, hiện tại tự nhiên không nắm lý. Một bên là mệnh lệnh, một bên là đạo đức, hai bên giao chiến, hắn cuối cùng thở dài, nói. Chuyện này, ta mặc kệ. Trực tiếp xoay người rời đi, đúng là mặc kệ thật. Sắc mặt của tứ đại kim cương đều tái xanh, không ai không hừ một tiếng. Lăng Hàn, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả Lạc thiếu gia? Tượng kim cương hỏi. Lăng Hàn chỉ liếc mắt nhìn hắn, nói. Đơn giản, hắn đánh bằng hữu của ta trọng thương, còn muốn chém một tay, vậy ta cũng đánh hắn gần chết, lại gọt hai cánh tay của hắn là được. Ngươi thật quá mức. Lăng kim cương phẫn nộ quát. Lăng Hàn cười nhạt nói. Con người của ta từ trước đến giờ có thù tất báo, ai muốn chém tay ta, ta liền chặt tứ chi của hắn, lần này chỉ chém hai tay, đã đủ hạ thủ lưu tình. Ngươi dám? Tứ đại kim cương đồng thời lao tới. Bọn họ muốn lấy công kích lôi đình ra tay với Lăng Hàn, chỉ cần cứu Phong Lạc ra, chỉ là tụ nguyên cảnh, lại có thể làm gì? Lăng Hàn dùng chân vẩy một cái, Phong Lạc bị hắn xách ở trong tay, soạt, xem là vũ khí đón lấy tứ đại kim cương. Vũ khí hình người vừa ra, tự nhiên tứ đại kim cương không dám chống đỡ, chỉ lo thương tổn Phong Lạc, liền liên tiếp lui về phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy một thiếu niên tụ nguyên cảnh đại phát thần uy, làm cho bốn dũng tuyển cảnh chật vật trở ra, ngay cả một chiêu cũng không dám đón. Đê tiện! Vô liêm sỉ! Tứ đại kim cương đều phẫn nộ quát. Thần đạo đan tôn! Tác giả! Cô đơn địa phi! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176. Phế định. Nhìn Lăng Hàn giống như đuổi vịt chạy đến chỗ nào, tứ đại kim cương đều tan tác như chim muông, tất cả mọi người không nhìn được cười, cũng âm thầm thán phục Lăng Hàn gan lớn, lại dám đối nghịch với Phong Viêm. Hiện tại Phong Viêm, nghiễm nhiên trở thành vương giả của học viện. Đầu tiên là có cấm vệ quân tới bắt hắn, bị Liên Quang Tổ lấy thái độ cứng rắn đuổi đi, lại không thấy thiên gia tức giận, nhân nhượng cho yên chuyện. Sau đó Phong Lạc bị khai trừ trở lại học viện, tiếp theo là hành hung ở trước mặt mọi người, ngay cả lão sư cũng chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Chuyện này quả thật không cách nào hình dung, ngay cả đệ tử nòng cốt như Tam Hoàng Tử, là Long Tử cũng không dám làm, nhưng Phong Viêm lại làm như thế. Hiện tại người dám đối nghịch với Phong gia, há có thể không thán phục. Ha 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 ha. Tất cả mọi người cười to. Bọn họ không dám công khai đối nghịch Phong Viêm, nhưng cười một hồi, ngươi cũng không thể dính vào ta không tha chứ. Tứ đại kim cương vừa tức vừa giận, lại vừa bất đắc dĩ. Luận thực lực, bọn họ tự nhận hoàn toàn nghiền ép Lăng Hàn, nhưng đối phương có con tin trong tay, để bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, căn bản không dám toàn lực ứng phó, chỉ có thể đông né tây tránh, khiến bọn họ cực kỳ uất ức. Lăng Hàn không chút quý trọng, vũ khí trong tay tận tình va đánh, ném chạm. Dằn vặt như vậy, Phong Lạc bị đau tỉnh lại. Lăng Hàn, hắn gào lên trong giọng nói mang theo phẫn nộ. Đây là lần thứ mấy hắn chịu thiệt ở trong tay của Lăng Hàn. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Hắn giống giận, không phát tiết một hồi hắn sẽ điên mất. Há, ngươi tỉnh rồi. Lăng Hàn lộ ra uy nghiêm đáng sợ, tiện tay vứt Phong Lạc ra đất. Vừa vặn ta muốn ngươi trơ mắt nhìn hai cánh tay của mình bị gọt xuống. Ngươi dám? Phong Lạc khủng hoảng. Vì sao không dám? Lăng Hàn tử tốn nói. Vừa nãy ngươi muốn chém cánh tay của bằng hữu ta, lẽ nào ta không thể chém ngươi? Hay là nói,
ta không bằng người ngớ ngẩn như ngươi. Ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phong Lạc nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng. Nói thật hay, nói như sau khi buông tha ngươi, ca ca của ngươi sẽ làm tiểu đệ của ta vậy. Lăng Hàn lắc đầu quơ quơ trường kiếm. Thừa dịp hiện tại nhìn hai cánh tay này nhiều một chút, rất nhanh ngươi sẽ nói lời từ biệt vĩnh viễn với bọn chúng. Không, không, không. Phong Lạc sợ đến nước mắt nước mũi chảy ra. Hắn không muốn biến thành người không tay, hắn còn trẻ, không có hai tay, làm sao đi bắt nạt người, làm sao chơi mỹ nữ. Dừng tay. Tứ đại kim cương đều kêu to lên. Ai cũng không cứu được hắn. Lăng Hàn lắc đầu thanh âm như băng. Há, vậy ta thì sao? Một thanh âm tràn ngập uy thế vang lên, bóng người của Phong Viêm xuất hiện, hai tay chắp sau lưng, như một vị đế vương nhân gian tỏa ra khí thế mạnh mẽ thô bạo. Đại nhân. Tứ đại kim cương nửa quỳ cung kính hành lễ. Ca cứu ta. Cứu ta. Phong Lạc vừa mừng vừa sợ. Ở trong lòng hắn, không có chuyện gì là Phong Viêm không làm nổi, chỉ cần ca ca đến, hắn liền được cứu. Ngươi tính là thứ gì? Lăng Hàn tử tốn nói, trong giọng nói có một tia xem thường, giống như đang nói một đạo lý quá bình thường. Phong Viêm không khỏi hiện ra sát khí, nhưng sau khi quét mắt nhìn Phong Lạc, liền nói. Thả đệ của ta ra, ta có thể tha cho ngươi lần này. Nói như ngươi có thân phận gì vậy? Lăng Hàn xì một tiếng. Nếu hai huynh đệ các ngươi đến đông đủ, ta có thể khai đao rồi. Hắn vung trường kiếm lên. Cái gì, trước đó hắn chưa ra tay, lẽ nào là cố ý đợi Phong Viêm đến? Chuyện này, đây cũng quá hung hăng đi, còn đợi Phong Viêm xuất hiện mới ra tay, đây là muốn kết tử thù sao? Mọi người không biết. Giữa hai người đã là tử thù, chỉ có điều ở Phong Viêm xem ra, hắn diệt Lăng Hàn dễ như ăn bánh, căn bản không có coi trọng. Ca, ca. Phong Lạc giãy giụa kêu to, khóc đến đầy mặt đều là nước mắt nước mũi. Phong Viêm thay đổi sắc mặt, nói. Nếu như ngươi dám xuống tay, ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi. Hai bên đều ác độc, một cách muốn chặt hai tay người, một cách khác thì muốn giết người, tựa hồ không để quy củ luật pháp của học viện, Vũ Quốc ở trong lòng. Ngỡ ngẩn. Lăng Hàn lạnh lùng nói, vung xuống một kiếm. Muốn chết. Thân hình của Phong Viêm lao ra, lấy thực lực của hắn có ít nhất 7 phần 10 nắm chắc có thể ngăn cản trước khi Lăng Hàn xuống kiếm. Vèo. Tốc độ của hắn cực nhanh, như một mũi tên. Khi trường kiếm của Lăng Hàn sắp chém đến bả vai của Phong Lạc, tay của Phong Viêm cũng vồ tới, nguyên lực bao vây ở trên bàn tay, để cả cánh tay biến thành màu bạc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lăng Hàn hử một tiếng, tay trái rung lên, dị hỏa bao vây ở trên nắm tay, đánh tới Phong Viêm. Phong Viêm biến sắc, hắn cảm ứng được hỏa diễm bao vây ở trên nắm tay Lăng Hàn có năng lực uy hiếp đến tính mạng của hắn. Tuy cái này chỉ là một loại cảm giác, nhưng hắn cực kỳ tin tưởng cảm giác của mình, vì nó đã trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều nguy cơ. Lúc này, hắn liền thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, một quyền đánh xuống mặt đất, thân hình dựa vào phản lực lui về phía sau. Nhất thời Lăng Hàn đánh hụt. Có điều, Phong Viêm có thể trốn, có thể lùi, nhưng Phong Lạc không được. Phúc kiếm xuống, huyết quang bắn lên, Phong Lạc phát ra tiếng kêu thảm thiết, cánh tay phải đã bị chém đi. Thật chém rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác. Anh em nhà họ Phong xác thực đã coi trời bằng vung, nhưng Lăng Hàn cũng không thua kém, lại thật chém xuống cánh tay của Phong Lạc. À, toàn trường tĩnh lặng, chỉ còn dư lại tiếng kêu thảm thiết của Phong Lạc. Sắc mặt của Phong Viêm tái xanh, điềm nhiên nói: "Ngươi thành công làm ta tức giận, ngày hôm nay ngươi không thể không chết." "Ồ, vậy thì nổi nóng đi." Lăng Hàn tử tốn nói: "Ta vẫn còn chưa chém đủ." Tên này thật muốn phế bỏ hai tay của Phong Lạc. Trong mắt của Phong Viêm đột nhiên bắn ra hai đạo sát khí như thực chất. Hắn nhìn Lăng Hàn như muốn nhìn thấu đối phương, nói: "Ngươi còn dám tổn thương đệ của ta một sợi lông, ta tru ngươi cửu tộc." Soạt. Lăng Hàn chém xuống một kiếm, cho hắn một câu trả lời trực tiếp nhất, cũng cường ngạnh nhất. Dơ quy quy e t. Phong Viêm không nhìn được văng tục, thân hình lao ra, nhưng lần này hắn không dám cận thân mà đấm ra một quyền, nguyên lực ngưng tụ thành mấy chục nắm đấm màu bạc đánh về phía Lăng Hàn. Võ khí huyền cấp hạ phẩm bảo vũ loạn quyền. Sức mạnh của dũng tuyền tầng 7, võ khí huyền cấp hạ phẩm, hai cái cộng lại tuyệt đối không phải một võ giả tụ nguyên cảnh có khả năng chống đỡ, lại yêu nghiệt cũng không được. Loạn quyền kích đánh, phảng phất như hạt mưa. Này làm sao chặn? Kiếm trong tay Lăng Hàn liên tục vung động, tay trái xòe ra, một đồ vật màu đen xuất hiện, phảng phất như cây dù, hình thành một vòng tròn bảo hộ ở trước người hắn. Hấp huyết nguyên kim, biến hóa tùy ý.
Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 177. Đại Hoàng Tử Giá Lâm. Oành oành. Oành oành. Nắm đấm của Phong Viêm đánh lên Hấp Huyết Nguyên Kim, phản chấn ra từng đạo hào quang màu bạc. Đó là nguyên lực va chạm đổ nát, một lần nữa hóa thành thiên địa linh khí. Lấy lực lượng của Phong Viêm còn chưa đủ đánh tan Hấp Huyết Nguyên Kim, nhưng sức mạnh của hắn vượt xa Lăng Hàn, lực phản chấn to lớn như sóng biển xung kích, để Lăng Hàn không tự chủ được lui về phía sau. Mắt thấy lưới kiếm cách vai của Phong Lạc càng ngày càng xa, Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, sáu đạo kiếm khí đồng thời xẹp qua. Phúc, cánh tay trái của Phong Lạc khó thoát vận mệnh bị chém xuống. À! Nguyên bản Phong Lạc đã đau đến hôn mê, lần này lại miễn cưỡng đau tỉnh lại. Thân hình của Lăng Hàn vội vàng thối lui, tay trái thu lại, Hấp Huyết Nguyên Kim hóa thành một vòng tay quấn trên cổ tay. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, dù sao lấy khô một chi thể ăn lực phản chấn như vậy, vẫn để cơ thể hắn sôi trào, vô cùng khó chịu. Toàn trường yên tĩnh lần thứ hai. Mới nhìn, hai người giao chiến tự nhiên là Phong Viêm chiếm thượng phong, cách không một quyền liền đẩy lui Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn còn có thể chém cánh tay khác của Phong Lạc, đồng thời toàn thân trở ra, nên Lăng Hàn thắng. Châu thực sự quá châu, chẳng những có thực lực còn có gan. Phong Viêm tràn đầy sát khí, hóa thành thực chất quấn quanh ở trên người. Để bị người phế bỏ hai tay ở trước mặt hắn, điều này làm hắn tức điên, nhất định phải giết Lăng Hàn, bằng không hắn tuyệt không bỏ qua. Hành vi vừa nãy của ngươi là tự tay chôn vùi tính mạng của mình. Vẻ mặt của hắn cứng như gỗ nói, một bên đi về phía Lăng Hàn. Tay phải vung lên, hắn rút trường đao bên hông ra, lạnh lẽo âm trầm như một vũng thu thủy, hiển nhiên là một thanh thần binh lợi khí. Lăng Hàn cười nhạt nói, ngươi đã ra tay hai lần, ta vẫn hảo hảo đứng ở chỗ này, chỉ đến như thế. Nói thì nói như thế, nhưng hắn không dám khinh thường, dù sao cảnh giới song phương chênh lệch quá lớn. Ngày hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Phong Viêm lạnh lùng nói, dẫm xuống từng bước một, phát ra thanh âm nặng nề, phảng phất đạp ở trong lòng người ta, khiến người ta cực kỳ khó chịu. Há, lẽ nào vũ quốc này là của họ Phong sao? Một thanh âm sáng sủa vang lên, chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn đi tới, tuổi trên dưới 30, tướng mạo khá anh tuấn, trên người mặc cẩm bào màu đỏ, long hành hổ bộ, có khí chất vương giả. Phía sau nam tử này 1 mét, là một trung niên vẻ ngoài xấu xí, dập khuôn từng bước. Đại hoàng tử. Là đại hoàng tử. Ô, sao đại hoàng tử lại xuất hiện ở nơi này, không phải 2 năm trước hắn đã tốt nghiệp sao? Trùng hợp sao? Khà khà, lần này vui rồi, Phong Viêm coi mình là lão đại của học viện, nhưng đại hoàng tử mới là chủ nhân chân chính, đây là tiết tấu muốn trở mặt sao? Phong Viêm châu như thế nào đi nữa, cũng không dám chống đối đại hoàng tử. Không nhất định, nhìn trước đó Phong Lạc hung hăng, lại nhìn Phong Viêm muốn công khai giết người, hiển nhiên không để luật pháp ở trong mắt. Chờ xem đi. Tất cả mọi người mồm 5 miệng 10. Sự tình phát triển đến hiện tại đã có chút không khống chế được, ngay cả đại hoàng tử cũng tham dự vào. Phong Viêm thấy đại hoàng tử còn không hành lễ. Trung niên phía sau đại hoàng tử lạnh lùng quát. Phong Viêm hơi do dự một chút, mới ôm quyền nói. Phong Viêm bái kiến đại hoàng tử. Thật bất cần, lại chỉ chắp tay. Trung niên nhân kia định quát, lại bị đại hoàng tử phất tay, liền im lặng. Phong Viêm, lui ra đi. Đại hoàng tử tử tốn nói. Người này phế hai tay của đệ đệ ta muốn lấy mạng hắn. Phong Viêm cũng đã khống chế tâm tình, lấy ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng mang theo kiên trì không cho từ chối. Đại hoàng tử lộ ra vẻ không vui, lấy thân phận của hắn toàn bộ vũ quốc, ngoại trừ gia chủ của Bát Đại Hào Môn cùng với mấy người như Liên Quang Tổ, Ngô Tùng Lâm. Còn ai dám không bán mặt mũi cho hắn? Phong Viêm, ngươi hơi quá rồi đó. Đại hoàng tử lạnh lùng nói. Tuy hắn còn không phải thiên tử, nhưng ở một mức độ nào đó là đại biểu thiên gia, nói ra chính là nhất ngôn cửu đỉnh, há cho phép từ chối. Hừ, hắn phế để ta lấy tính mệnh của hắn, chẳng lẽ không công bằng sao? Phong Viêm thể hiện ra một mặt quái đản thô bạo của hắn, ngay cả đại hoàng tử tử cũng không nhường chút nào. Phong Viêm, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Đại hoàng tử điềm nhiên nói, hắn cũng bắt đầu tức giận. Trong thiên hạ đều là vương thổ thiên tử ra lệnh, ai dám không nghe? Nghe tiếng đại hoàng tử là đệ tử nòng cốt khóa trước của Hổ Dương học viện đã lâu, vậy để Phong Mỗ đến lĩnh giáo một hồi. Phong Viêm nói. Toàn trường ồ lên, Phong Viêm lại đối nghịch đại hoàng tử. Trước tiên không nói thân phận của đại hoàng tử, 2 năm trước thời điểm hắn rời học viện, là đệ tử nòng cốt.
Tuy hiện tại chưa đột phá linh hải cảnh, nhưng tuyệt đối cũng là dũng tuyển tầng 9, lại thêm thiên phú võ đạo kiệt xuất của đại hoàng tử, hầu như vô địch ở dũng tuyển cảnh. Bây giờ Hổ Dương học viện lấy tam hoàng tử thực lực mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là dũng tuyển tầng 7, đối đầu với đại hoàng tử thua chiếm đa số, Phong Viêm chỉ là đệ tử chân truyền, sao tự tin như vậy? Đại hoàng tử càng thêm tức giận. Phong Viêm này không chỉ dám cãi lời hắn, thậm chí còn muốn khiêu chiến hắn, thực là to gan. Nhưng thân là đại hoàng tử, lòng dạ của hắn cực sâu, hỉ nộ không hiện ra, lạnh nhạt nói. Ngươi thật muốn khiêu chiến ta? Xin mời. Phong Viêm rất thẳng thắn nói, khí thế cuồn cuộn tỏa ra uy thế đoạt người. Dũng tuyển tầng 7. Đại hoàng tử lộ ra vẻ kinh ngạc, sao Phong Viêm có thể tăng lên tới độ cao như vậy? Cái gì, dũng tuyển tầng 7, thật hay giả? Nếu đại hoàng tử nói như vậy kia hẳn là thật. Chẳng trách hắn dám khiêu chiến đại hoàng tử, hóa ra có tu vi dũng tuyển tầng 7. Không đúng, coi như là linh hải cảnh thì lại làm sao kia là đại hoàng tử? Cũng đúng, thật không biết Phong Viêm dựa vào cái gì, lẽ nào hắn thực là con riêng của viện trưởng đại nhân? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Dũng tuyển tầng 7 đã bằng tam hoàng tử, nhưng tính tuổi thật có thể nói Phong Viêm là tồn tại mạnh nhất vũ quốc. Chẳng trách dám khiêu chiến ta. Đại hoàng tử âm trầm nói. Vậy thì ra tay đi. Phong Viêm không chút khách khí, tung người nhảy tới đại hoàng tử. Hắn cũng không dùng đao, song quyền oanh kích trên nắm tay có một tầng ánh sáng bạc bao vây, tỏa ra khí thế hùng kỳ bá tuyệt. Dùng quyền ở trước mặt ta. Đại hoàng tử hừ một tiếng, trong mắt có hàn quang dương động, song quyền nổ ra. Nhất thời, phảng phất như một vị đế vương giá lâm, để tất cả mọi người lòng sinh rung động, chỉ muốn bái phục, xưng thần với đại hoàng tử. Thiên tử quyền pháp. Oành 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 oành, hai người không ngừng giao đấu, đại hoàng tử chiếm thượng phong. Cảnh giới của hắn cao, sử dụng thiên tử quyền pháp càng thêm nghiền ép, nếu không chiếm thượng phong liền không có thiên lý. Nhưng con mắt của Lăng Hàn híp lại, nhìn cả người Phong Viêm tản mát ra ánh sáng màu bạc, lẩm bẩm nói. Thể chất đặc thù. Thần đạo đan tôn. Tác giả. Cô đơn địa phi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Kính quang thể. Nhất định là thể chất đặc thù. Lăng Hàn khẳng định nói. Nếu không có thể chất đặc thù, Phong Viêm sớm đã bị đại hoàng tử đánh nổ. Nhưng hiện tại tuy Phong Viêm nằm ở hạ phong, nhưng không hoảng không loạn, trong thủ mang công chất chứa lực bộc phát mạnh mẽ. Đến tổ cùng là thể chất đặc thù gì đây? Lăng Hàn nhìn cẩn thận, thể chất có thể được gọi là đặc thù, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Như Chu Vô Cửu có thể khôi phục thương thế nhanh chóng. Hổ nữ có thể chuyển hóa đồ ăn thành nguyên lực. Mà hắn hậu thiên tạo thành thể chất đặc thù thì tăng lên sức phòng ngự, có thể như cây khô chặt đứt ngũ giác, không bị ý đau ảnh hưởng, phát huy ra sức chiến đấu cực mạnh. Phong Viêm đặc thù ở nơi nào? Rầm rầm rầm, Phong Viêm và Tam Hoàng tử không ngừng đối đầu, mỗi một quyền đều cứng đối cứng, không hề hoa xảo. Quyền lực va chạm, hình thành từng đạo sóng gợn bước xả về bốn phương tám hướng, làm mọi người liên tiếp lui về phía sau. Ồ! Lăng Hàn chú ý tới, màu da của Phong Viêm càng ngày càng sáng, cái này tuyệt không phải nguyên lực hình thành, mà như là màu da của bản thân hắn. Lẽ nào là kính quang thể? Hắn lẩm bẩm nói, tuy còn mang theo nghi vấn, nhưng đã khẳng định 7-8 phần. Kính quang thể có thể đàn hồi chịu đựng công kích như tấm gương. Có điều, dù cho thể chất đặc thù cũng có độ tinh khiết huyết thống khác nhau, bởi vậy kính quang thể cũng chia làm 3 đẳng cấp, yếu nhất là đồng kính thể, chỉ có thể phản xạ ra một thành sức mạnh, sau đó là ngân kính thể, có thể tăng cao đến 2 phần 10, kim kính thể mạnh nhất, có thể phản xạ đi 3 phần sức mạnh. Không nên xem thường một thành đến 3 thành sức mạnh này. Đây là đàn hồi, không chỉ tiêu diệt công kích của đối thủ, còn có thể hóa thành sức mạnh bản thân đánh ra. Ví dụ đơn giản, vốn là 10 so với 10, lại biến thành 9 so với 11, chênh lệch này liền kéo lớn rồi, huống chi là 7 so với 13, hầu như là kém gấp đôi. Nhìn dáng dấp của Phong Viêm, hẳn là ngân kính thể có thể phản xạ 2 phần 10 sức mạnh. Chính là 2 phần 10 sức mạnh này, làm cho Phong Viêm có thể bù đắp 2 tầng chênh lệch, chỉ rơi vào hạ phong mà thôi. Không đúng. Lăng Hàn lắc đầu, 2 phần 10 sức mạnh có thể bù đắp chênh lệch về cảnh giới, nhưng không cách nào bù đắp thế yếu trên võ kỹ. Thiên tử quyền pháp mà đại hoàng tử dùng uy lực đã đạt đến huyền cấp thượng phẩm. Không phải cấp bậc của môn quyền pháp này cao, mà là được tư thế của một quốc gia rót vào, có thể so sánh với võ kỹ huyền cấp thượng phẩm. Phong Viêm có thể bằng một bộ võ kỹ huyền cấp hạ phẩm gánh vác thiên tử quyền pháp, vậy tất nhiên còn có năng lực khác.
Bằng không cảnh giới của hắn chí ít phải ngang hàng đối phương mới có thể dựa vào kính quang thể bù đắp võ kỹ thua lém. Là cái gì đây? Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ. Sức chiến đấu của đại hoàng tử Trác Tuyệt tuy bị kẹp ở dũng tuyền tầng 9 mấy năm, nhưng lại để hắn nện vững chắc cảnh giới. Hiện nay, sức chiến đấu đại khái đã có 12 tinh. Mà hiển nhiên, song phương đều không có đánh ra lá bài tẩy. Chí ít hai người kia đều kiềm chế, không có sử dụng tuyệt kỹ, nếu không sức chiến đấu của bọn họ còn có thể tăng lên. Những người khác nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, đại hoàng tử là dũng tuyền tầng 9, đệ tử nòng cốt khóa trước, nhưng Phong Viêm lại có thể liều mạng với hắn mà không bại, tên này cũng quá mạnh mẽ đi. Tam hoàng tử Triệu Hoan tàn dạ, ba đệ tử nòng cốt đương nhiệm kia, e là đã không phải đối thủ của Phong Viêm rồi. Dù lập trường không giống, nhưng đối với thực lực của Phong Viêm, Lăng Hàn vẫn rất tán đồng. Tên này đúng là thiên tài võ đạo, không những có thủ đoạn thần bí, hơn nữa lực lý giải khi chiến đấu cũng rất kinh người, để hắn liên tiếp gật đầu. Đáng giá hắn giấm một hồi. Đại hoàng tử như một vị đế vương, mà Phong Viêm thì như một vị ma thần, lộ ra thô bạo quái đản làm càn. Nhưng hai người từ đầu tới cuối duy trì thế cân bằng, phương nào cũng không chịu sử dụng lá bài tẩy trước, chiến cuộc cứ rằng co như thế. Dừng tay đi. Một tiếng nói giả nua vang lên, nhưng mang theo uy thế cực kỳ to lớn. Phong Viêm, đại hoàng tử đồng thời dừng tay, nhưng vẫn chiến ý mười phần nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ muốn thoải mái làm một vố lớn. Liên quang tổ xuất hiện, lộ ra khí tức thần thai cảnh, để mỗi người đều như bị đè một tảng đá lớn, chỉ cảm thấy hai chân trầm trọng, rất muốn quỳ xuống. Hắn nhìn Lăng Hàn một chút, lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi cũng rất biết gây chuyện. Lăng Hàn cười nhạt nói. Viện trưởng đại nhân, không phải ta biết gây chuyện, mà là tên ngu xuẩn không có mắt này chọc tới trên đầu ta. Ta không thể làm gì khác hơn là gọt hắn một trận, để hắn mua cái giáo huấn. Ta vẫn rất nhân từ, không có lấy tính mạng của hắn. Hắn có chút kỳ quái, trước kia liên quang tổ rõ ràng hết sức coi trọng thiên phú võ đạo của hắn, muốn thu hắn làm đệ tử bồi dưỡng. Sao đột nhiên lặng yên không một tiếng động, về sau thái độ lại đại biến. Thật giảo hoạt, Lăng Hàn, ngươi coi tất cả mọi người ngớ ngẩn sao? Phế bỏ hai tay của đệ ta, xúc phạm viện quy theo luật đáng giết. Phong Viêm uy nghiêm đáng sợ nói. Phong Viêm, tuy tiểu vương tới chưa lâu, không có thấy rõ toàn bộ sự tình, nhưng tựa hồ là đệ ngươi muốn gọt cánh tay người khác trước. Đại hoàng tử chen lời nói. Nếu không nhìn thấy cả sự tình, vậy thì câm miệng. Phong Viêm lạnh lùng nhìn đại hoàng tử. Phốc! Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phong Viêm đang quát tháo đại hoàng tử sao? Một đệ tử của tiểu gia tộc lại dám quát mắng trưởng tử của đương kim vũ hoàng, đây là gan to bằng trời thế nào? Đại hoàng tử xanh cả mặt, trong mắt tỏa ra sát khí mãnh liệt. Cái gọi là thiên tử giận dữ, máu chảy vạn dặm, tuy hắn còn không phải thiên tử, nhưng là đại hoàng tử hiện nay uy thế cũng vô cùng mạnh mẽ. Ngươi cũng không có thấy đầu đuôi sự tình, còn kỳ kỳ méo mó cái đích gì? Lăng Hàn mở miệng trách mắng Phong Viêm. A, còn có một mãnh nhân. Tất cả mọi người có loại cảm giác sắp phát điên. Bất kể là Lăng Hàn hay Phong Viêm, bọn họ từ đâu tới sức lực lớn như vậy, dám làm ầm ĩ như thế. Viện trưởng đại nhân, mời ngài bắt Lăng Hàn, giao cho ta xử lý. Phong Viêm xoay người nói với Liên Quang Tổ, tuy ngôn ngữ rất khách khí, nhưng thật giống như đang yêu cầu. Yêu cầu một cường giả thần thai cảnh, hơn nữa địa vị rất tôn sùng. Tất cả mọi người có loại cảm giác khó mà tin nổi, tuy trước đó Phong Viêm đắc tội đại hoàng tử, nhưng dù sao đại hoàng tử cũng chỉ là dũng tuyền cảnh. Ở thế giới lấy võ vi tôn này, địa vị của đại hoàng tử là tuyệt đối không thể sánh bằng Liên Quang Tổ. Địa vị của Liên Quang Tổ ở Vũ Quốc chỉ đứng sau thiên tử, có thể ngang hàng với gia chủ của bát đại hào môn. Ra lệnh cho Liên Quang Tổ sao? Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh. Viện trưởng đại nhân. Đại hoàng tử ngắt lời, nhìn Liên Quang Tổ. Liên Quang Tổ thở dài nói. Chuyện này đại hoàng tử không nên nhúng tay. Cái gì? Nghe ý tứ lời này, Liên Quang Tổ là muốn nghe mệnh lệnh của Phong Viêm sao? Hừ, Liên lão đầu, nếu như lão phu nhúc tay, ngươi cũng muốn ngăn cản sao? Ngô Tùng Lâm xuất hiện, lạnh lùng nhìn Liên Quang Tổ. T, lại một vị đại nhân vật xuất hiện. Thần Đạo Đan Tôn. Tác giả. Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Cảnh U, Lưu. Ngô lão đầu, việc này ngươi không cần lo. Liên Quang Tổ phất phất tay. Lão phu không muốn phá hoại giao tình nhiều năm giữa chúng ta. Nói láo. Ngô Tùng Lâm trực tiếp trách mắng.
Dù sao tiểu tử này đã vi phạm quy củ, nhất định phải bị trừng phạt. Thái độ của Liên Quang Tổ cũng trở nên cường ngạnh. Không phải là phế bỏ một cặn bã sao? Ngô Tùng Lâm hời hợt nói. Ngô đại nhân, nói chuyện cẩn thận. Phong Viêm ngắt lời, mang theo ngữ khí uy hiếp. Ngươi là thứ gì cũng dám trách cứ lão phu. Ngô Tùng Lâm hừ một tiếng, tay phải đánh ra, đánh về phía Phong Viêm. Hắn là cường giả thần thai cảnh, mặc dù đòn đánh này chỉ là tiện tay, nhưng uy lực vô cùng lớn, nguyên lực hóa thành một bàn tay lớn quất tới mặt Phong Viêm. Oành! Liên Quang Tổ ra tay đúng lúc, hóa giải công kích của Ngô Tùng Lâm. Hắn hơi nhướng mày, nói. Ngô lão đầu, ngươi thật muốn đối nghịch lão phu. Chỉ cần ngươi không động hắn, lão phu tự nhiên lười đánh với ngươi. Ngô Tùng Lâm lui một bước. Liên Quang Tổ nhìn chằm chằm Ngô Tùng Lâm. Ngô Tùng Lâm cũng nhìn chằm chằm Liên Quang Tổ. Hai lão giả gộp lại đã vượt qua 150 tuổi, lại như tiểu hài tử chừng đối phương. Được, Ngô lão đầu, lần này nể mặt ngươi. Liên Quang Tổ gật gật đầu. Viện trưởng đại nhân. Phong Viêm bất mãn nói. Hừ, mang theo đệ đệ của ngươi đi đi, nhìn còn có thể nối liền cánh tay hay không. Liên Quang Tổ hơi không kiên nhẫn nhíu mày. Phong Viêm không dám nói nữa, chỉ phải ôm lấy Phong Lạc đi theo Liên Quang Tổ. Hai cánh tay cụt tự nhiên có hai người trong tứ đại kim cương nhặt lên, một đường đi theo. Một hồi hỗn loạn đến đây liền kết thúc. Ngô Tùng Lâm khẽ gật đầu với Lăng Hàn trực tiếp rời đi. Nhiều người miệng tạp, hắn không muốn bại lộ quan hệ của mình với Lăng Hàn, chỉ cần để người biết Lăng Hàn là hắn bảo bọc liền được. Lăng huynh đệ, không ngại cùng tiểu vương ngồi một chút, uống chén trà chứ. Đại hoàng tử cười nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói. Vừa nãy đa tạ đại hoàng tử ra tay giúp đỡ, Lăng Hàn vô cùng cảm kích. Xin mời. Xin mời. Hai người sóng vai rời đi, lúc đi qua chỗ Lý Hạo và Chu Tuyết Nghi, Lăng Hàn nói. Các ngươi đi thiên dược các tìm Nguyên Sơ, nói là ta bảo các ngươi tới ở nơi đó tránh gió một thời gian. Cảm ơn Lăng ca. Hai người đều tràn ngập cảm kích nói. Lăng Hàn gật đầu. Hai người này bị Phong Lạc nhìn chằm chằm là bởi vì hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại hoàng tử mang theo Lăng Hàn đi tới một trà lâu, bao một nhã thất trung niên nam tử kia bảo vệ ở ngoài cửa, trong phòng chỉ có đại hoàng tử và Lăng Hàn. Nghe nói Lăng huynh đệ và chư vị đan đạo đại sư tương giao tâm đầu ý hợp, hôm nay gặp mặt quả nhiên như thế. Đại hoàng tử mở miệng nói, trong ánh mắt có một tia đề phòng, càng có một tia hừng hực. Lăng Hàn biết bởi vì tam hoàng tử mượn ánh sáng của hắn để rất nhiều thế lực trung gian gia nhập, đại hoàng tử ngồi không yên cũng phải ném cành ô, lưu cho hắn. Trước đó quần thể đan sư là tồn tại cực kỳ siêu nhiên, chắc chắn sẽ không tham gia tranh cướp hoàng quyền, nhưng theo Lăng Hàn xuất hiện lại gia tăng rất nhiều biến số. Được Lăng Hàn chống đỡ chẳng khác nào được quần thể đan sư của Vũ Quốc chống đỡ, đây là một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dù Vũ Hoàng hiện nay muốn truyền ngôi cũng phải cân nhắc kỹ càng, dù sao chuyện này có khả năng dao động đến căn bản của đế quốc. Bởi vậy, đại hoàng tử hy vọng kết giao với Lăng Hàn, trước đó thái độ của Ngô Tùng Lâm càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ này. Lăng Hàn cười cợt nói. Đại hoàng tử có biết đến tột cùng Phong Viêm nắm giữ thủ đoạn gì lại có thể để viện trưởng thiên hướng hắn như vậy không? Đại hoàng tử nhíu mày, lộ ra vẻ giận dữ, không nhìn được vỗ bàn nói. Cái nghịch thần kia. Hắn chưa chắc hận Phong Viêm như vậy, nhưng hiển nhiên, Phong Viêm và Lăng Hàn là đối thủ một mất một còn, hắn tự nhiên không ngại biểu hiện khuyết đại một ít, rút ngắn quan hệ với Lăng Hàn. Thể chất của người này đặc thù, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ, nhưng như vậy, nhiều nhất chỉ có thể được Liên Quang Tổ thưởng thức, tuyệt đối không thể chỉ huy hắn. Nhưng nhìn thái độ của Phong Viêm, tuy bề ngoài cung kính, trên thực tế lại như cấp trên của Liên Quang Tổ, thực sự là kỳ quái. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Đại hoàng tử cũng rơi vào trầm tư, đến tột cùng Phong Viêm nắm giữ sức mạnh nào, lại có thể để một vị cường giả thần thai cảnh nghe hắn hiệu lệnh. Hắn thân là đại hoàng tử của Vũ Quốc, nhưng không hề hiểu rõ chuyện này, để hắn mơ hồ có một loại bất an. Việc này tiểu vương sẽ tiến hành điều tra. Đại hoàng tử nói, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn, nghiêm mặt nói. Lăng huynh đệ là người thông minh, tiểu vương cũng không vòng vèo, lãng phí thời gian của mọi người. Đại hoàng tử muốn nói cái gì? Lăng Hàn mỉm cười nói, tuy hắn đã biết ý đồ của đối phương. Tiểu vương muốn nhờ Lăng huynh để giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Đại hoàng tử mở miệng nói, nhất thời khí vương giả nồng đậm, hai mắt tỏa ra thần thái đoạt người. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Ta có tài cán gì có thể giúp đại hoàng tử đăng cơ thượng vị? Ha 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 ha, Lăng huynh để quá khiêm tốn. Đại hoàng tử cười to, lập tức chuyển đề tài.
Nếu bổn hoàng đăng cơ, Lăng gia chính là đại công thần, có thể phong vương khác họ. Vương khác họ. Lời này nếu để cho triều thần nghe được, tuyệt đối sẽ chấn kinh đến tê cả da đầu. Trong lịch sử vũ quốc, xưa nay chưa từng xuất hiện một vị vương gia khác họ, đây tuyệt đối là vinh quang cao nhất mà bề tôi có khả năng thu được. Bởi vậy, đại hoàng tử rất chờ mong. Hắn tin tưởng Lăng Hàn sẽ lập tức đồng ý. Nhưng, rất nhanh hắn liền thất vọng rồi, bởi vì trên mặt Lăng Hàn không có chút biến hóa, ánh mắt quá trong suốt, quá sâu sắc, thật giống như hoàng đồ bá nghiệp ở trong mắt hắn, chỉ là mây khói phù vân. Lăng Hàn chậm rãi mở miệng, nói: "Ta đối với quyền lực không hề có một chút hứng thú." Kiếp trước, hắn tốt xấu gì cũng là một trong mấy nhân vật mạnh mẽ nhất thiên hạ. Huống chi hắn còn là đan đạo đế vương, nắm giữ quyền thế không phải đế vương thế tục có thể so sánh. Đời này mục tiêu của hắn chỉ có một, trở thành võ đạo tông sư, phá toái hư không, hóa phàm thành thần. Đại hoàng tử vốn là người giỏi du thuyết, nhưng hiện tại có tài năng cũng không biết nên làm sao mở miệng. Bởi vì hắn đã lộ ra lá bài tẩy, Lăng Hàn lại ngay cả cân nhắc cũng không. Chẳng lẽ muốn tặng ngôi vị hoàng đế cho Lăng Hàn sao? Đùa giỡn. Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Lăng huynh đệ, nếu như ta leo lên ngôi vị hoàng đế, liền để ngươi nắm giữ khả năng đột phá sinh hoa cảnh." Vẻ mặt của Lăng Hàn không khỏi quái lạ, nhìn đại hoàng tử một chút. Tại vũ quốc, bởi vì tông pháp hạn chế, nên dù là người thiên tài Trác Việt cũng không cách nào đột phá sinh hoa cảnh. Bởi vậy, đại hoàng tử hứa hẹn có thể nói là kinh người, dù là lão tổ tông của bát đại thế gia cũng đồng lòng. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đột phá sinh hoa cảnh có cái gì khó? Kiếp trước hắn là cường giả thiên nhân cảnh. Tuy ta không rõ cụ thể làm sao, nhưng có lẽ có quan hệ tới tư thế của một quốc gia. Lăng Hàn có chút hiếu kỳ, nhướng mày, hỏi đại hoàng tử. Đại hoàng tử ngây người như